mũi của nó có phải như thế này không? Cái thép này là thép trục ắc nhíp IFA nên là nó khá là mềm. Thép này là dường như là gần như là tìm được rất là khó. Cái này với cái bông trấn giống nhau à? Giống nhau đấy. Đây các bác nhé, để tôi sẽ lấy. Ông cứ làm đi. Được. Đây các bác nha, này cái này là từ trục ắc nhíp, cái ắc của cái nhíp IFA nhé. Cái khi nước tôi của nó ra nó trắng sáng, nó như kiểu là đánh bom này. Cái này khi tí nó mình mài đá nước thì nó mới rõ được nước tôi. Cái này nước tôi chú tôi đến tận giữa con này à? Đúng rồi, nó bốc thì đến đâu rồi nó trừ đến đấy. À, tại vì là cái thép này nó là thép dẻo nên là tôi nó được cao hơn. Thép dẻo này tôi nó phải tầm này. Mà đây là cái thép trục ắc nhíp nên là cái hàng này rất là hiếm. Có thể là mảnh bom thì dễ kiếm nhưng mà cái trục ắc này rất là khó kiếm, vì là ở một cái bó nhíp IFA nó chỉ có 2 cái trục và 2 cái đầu ấy. Nó chỉ có 2 cái trục ắc và 2 đầu ở một cái bó nhíp. Đây nó là cái thép này. Vì lên muộn nên là chú rèn gần xong rồi. Con này vừa tôi xong. Một lúc nữa sẽ tôi hai con nhỏ này, các bác sẽ thấy rằng này nó sáng bóng như thế này luôn. Trục ắc nhíp IFA. Thường là cái thanh nhíp IFA tôi nó đã trắng bốc trắng rồi, nhưng mà cái thanh trục này nó có cái độ dẻo hơn để nó không bị gãy cái trục ấy, nên là tôi nó sẽ sáng nhiều hơn. Một lúc nữa chú tôi thì sẽ thấy được cái nước tôi như thế nào. Thế rồi cái gì nhỉ, hôm qua ông mới dậy nhỉ, quên mất rồi. Hả? Hôm qua ông mới dạy tiếng Mông cái gì nhỉ? Cái gì bà nói? To lá. Thế thôi, một lần thôi, không cần đập 2 lần đâu. Nó nguội rồi, đập nó khó đập. Tủa lá. Cháu về à? Thế cháu lên à thì sao? Hả? Lên nhà? Vào nhà. Là Lù trí à? Lù trí là vào nhà. Chuẩn bị tôi các bác nhá. Ngồi chỗ này nó sáng hơn. Tính trong có là hữu mùi điếu thôi. Chuối thành y thông duyên. Thông duyên? Ừ, chuối y thông duyên. Ừ. Là hữu mùi điếu thôi. Chuối y thông duyên. Bố giàu thôi đến. Giờ khỏe là không hút thuốc đi nhanh đi. Không hút thuốc thì đi nhanh đi. Ừ, không hút thuốc đi nhanh. Bố giàu thôi đến. 这么快了 Nó nhìn thế. Còn Bắc Kinh nó dạy tiếng Trung Quốc rồi. Kiểu như là ông đại học là học kiểu học vẹt đấy đúng không? Học mình học nói thôi, chứ không học được mặt chữ. Mình nghe sau đó mình hiểu. Có ngày đi qua thì mình biết. Đẹp. Ừ. Đây, có cầm được không? Này các bạn nhé, xem tôi cả con này. Đấy. Chứ, ví dụ như mai nếu mà mai làm thanh kiếm thì có tôi cả con như này không chú? Tôi cả con thế nào? Cũng tôi cả con như này. Đấy. Tôi con thứ hai. Dùng được hai cái con dao này thì sướng cả đời luôn. Chứ nếu nó phải nghiêng tay, không nghiêng tay nó còn non thôi cháu ơi. Ý. Có dao lại không này chú? Thì chú thử luôn. Cái này nó có răng đâu. Đấy. Hello, xin chào các bác. Thì vừa rồi các bác cũng đã xem qua cái quá trình rèn và nhiệt luyện cái con dao từ thép trục ắc kíp IFA. Thì do là cái thời gian này nó cũng khá là nhiều việc nên là tôi không thể nào lên thường xuyên để quay lại những cái mác thép mới được. Rất mong các bác thông cảm. Nên là vừa rồi nó cũng chỉ là một cái đoạn cái quá trình quan trọng nhất của con dao, đó là quá trình nhiệt luyện. Đó, nhiệt luyện của tôi và Giang. Thì đây là cái sản phẩm các bác nhé, sản phẩm cuối cùng các bác, để cho các bác xem cái màu tôi, nước tôi sau mài đá nước nó như thế nào. Thì đây các bác nhé, đây là hai cái con nhỏ. Đây là hai cái con nhỏ mà được tôi các bác xem ấy. Thì khi các bác xem này, đây là cái nước tôi của nó. Khi mài xong nha các bác nhé, này. Đấy, đây là tôi mới chỉ mài qua qua thôi. Bác nào mà cẩn thận thì mài nó sẽ bóng hơn. Chú thợ, chú nhà cũng đã khi tôi xong ấy cũng bảo đây là một cái mác thép mà khá là tốt, nó cũng giống tựa như mảnh bom. Nhưng nó khác một cái nó là cái này nó để nó vẫn bị ố các bác, để nó dính nước nó vẫn bị hơi ngả vàng. Nó còn khác với mảnh bom thì để nó sẽ sáng hơn. Và cái này khi các bác về các bác mài lì đi, có cái là mài sâu nó xuống. Về cái phần tôi cả con ấy thì chú với tôi theo đường này. Tôi từ đây xuống này các bác. Có nghĩa là chỉ để một cái sống nó phần dẻo để nó giữ thôi. Đó. Các bác dùng con này thì dùng cũng khá là lâu đấy mới hết được. Thì đây nó là hai con bằng cán của gỗ chắc. Phải quay như này thì các bác nhìn nó mới rõ được cái dáng dao. Đó. Nó hơi đi xuống và nó hếch lên một tí. Cán bằng gỗ chắc, vỏ gỗ chắc. Cái độ sắc bén thì nó khá là tốt các bác ạ. Này. Bây giờ tôi tôi mài xong tôi không ít khi thử lắm, mà tôi thường làm theo thế này các bác nhé. Tôi thường tôi làm này khi mài xong nhé, đây khi mài xong này các bác nhé, đấy có nghĩa là mác thép nào tôi mài xong tôi cũng đều thử cái này, nên là có con nào nó có vấn đề gì là mình có vấn đề mà nó khác là mình ra test thêm nữa. Còn nó đã kiểu dạng này thì đó, mà nó khác là có vấn đề. Đó, đây là hai cái con nhỏ mà các bác xem tôi đấy. Còn bác nào mà có nhu cầu về hai cái con này thì liên hệ trước nhé, vì là cái mác thép này nó cực kỳ là hiếm. Ở đây tiện đây cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé, cái này là cái trục ắc nhíp IFA các bác nhé, để cho các bác xem luôn này. Đây, cái trục ắc nhíp IFA nó hình như thế này. Đây. Đây là một cái lỗ này, nó sâu tầm này. Đó. Cái này là cái bó đầu díp, nó gọi là trục ắc. Cái hàng này một cái bó díp thường nó sẽ có hai cái, và cái hàng này rất là khó kiếm. Rồi vừa rồi đó là cái ắc nhíp ấy, thì để nguyên liệu chính của cái đợt dao này thì nó chỉ có 4 con, và 2 con to và 2 con nhỏ thôi các bác. Đây. Cái con này tôi vừa mài xong nhìn nó sẽ rõ hơn này. Nó sẽ vẫn bị ngả sang màu vàng, hơi vàng. Tôi mài con này tôi mài trắng cả con. Đấy, còn con này thì nhìn rõ, nhìn mài mắt thường mới thấy rõ được. Nó vẫn ngả hơi màu vàng. Thì nó có 2 con to thôi. Một trục ắc nó chỉ làm được một con này thôi các bác nhé. Còn 2 cái con nhỏ kia là từ một cái trục trẻ làm đôi. Con này sống dày 6 ly các bác nhé. Các bác nào mà chơi dao mèo ấy, thì khuyên các bác lên sở hữu những cái loại mác thép này. Nó khá là hay nhé, mà nó khá là hiếm. Không phải là lúc nào cũng có cái trục ắc này để làm đâu, nó hiếm lắm. Con này bằng gỗ sắc. Phun một cây bằng gỗ sắc này. Đó, các bác nhé. 4 khâu đồng. Khi bác nhận ra mà nó cứ đen đen này thì thông cảm nhé, vì tôi vẫn còn vừa cầm cái trục ắc nó dính dầu mỡ. Và con thứ hai nó bằng cán bủa bằng gỗ buôn sọc. Tại vì cái vỏ của nó khá là mút, cán của nó có cái vỏ của buôn sọc này cực kỳ đẹp luôn các bác. Nhưng có một cái rất ghét đó là nó bị ngót gỗ các bạn, nên là lúc đầu cho đồng khịt rồi mà bây giờ nó lại bị rộng ra. Các bác nhìn vân nó nhé, không chê với đâu được. Thì tôi hiện tại đang có 4 con dao này thôi, thì một con đã có chủ rồi, nên là các bác nào có nhanh tay thì sưu tầm được cái mác thép này dùng thì khá là ok. Sưu tầm được cái mác thép này dùng. Rồi hiện tại thì tôi có 4 con như này, thì 2 con to thì vẫn còn, một con nhỏ này đã có khách lấy, và hiện tại là chỉ còn có 3 con này thôi. Nên là bác nào muốn sưu tầm cái mác thép này thì liên hệ vào Zalo của tôi để tôi tư vấn và để cho. Thứ nhất là nó khá là đẹp các bác ạ, nên lên và đáng để sưu tầm. Nó dáng dao giống nhau thôi thì đây. Cái đồng vàng này kết hợp với màu đỏ nhìn nó khá là sáng nhỉ. Đây là một cái mác thép là khá là hay các bác nhé, nên là khuyên các bác nếu các bác không mua chỗ tôi thì cũng lên tìm cái trục ắc này để thử làm dao để sưu tầm cho mình đi, đảm bảo cho các bác là các bác không thất vọng đâu. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong sắp tới. Bác nào sẽ là chủ nhân của 3 con dao này? Rồi, xin liên hệ.